Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Huy Mặt Trời. Wow, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Một chiếc pháo hoa tiếp theo. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Tại Hương Trà, Vị Xuyên, Hà Giang, tôi có đặt thêm một chiếc bóng điện, hay còn gọi là pháo hoa điện. Các bạn thấy hay chưa? Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem nó đẹp như nào, sáng ra sao và độ cao như thế nào, âm thanh ra sao. Các bạn hãy xem. Ai có nhu cầu hãy gọi điện cho tôi để số điện thoại bên dưới và tôi sẽ đáp cho các bạn những bông pháo hoa đẹp nhất, cao nhất và sáng nhất. Yeah! Wow, chúng tôi đã chuẩn bị lắp chiếc tiếp theo các bạn ạ. Các bạn hãy xem. Xem là chiếc tiếp theo của chúng tôi nó đẹp thế nào, hay ra sao. Cái này của tôi là 30 tia các bạn nhé, rất sáng. Âm thanh rất sống động. Lát nữa trời tối tôi sẽ quay cho các bạn về xem cảnh trời tối nó như thế nào, đẹp ra sao, âm thanh nổ to hay không. Hả hả. Đây là chiếc pháo hoa thứ 3 mà chúng tôi đang lắp. Ai có nhu cầu pháo hoa hãy gọi cho tôi nhá. Chúng tôi để số điện thoại bên dưới. Ha ha. Sắp Tết rồi các bạn ơi, lắp pháo hoa đi. Cho nó đẹp đi, có không khí Tết đi. Đã có âm thanh lên rồi các bạn ạ. Đã có âm thanh đây luôn. Các bạn ơi, Tết rồi các bạn ơi. Pháo hoa có rồi. Wow, đẹp chưa? Các bạn thấy đẹp chưa? Vâng, chiếc pháo hoa tiếp theo của công ty chúng tôi vừa lắp xong tại nhà hàng Tây Bắc Coffee Karaoke Hương Trà, km 19 Vị Xuyên. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Hoa ha. Quá tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ lên tận nơi cho các bạn xem là nó như thế nào các bạn nhé. Đến gần hơn này.